Kính chào quý vị thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem, chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người khi nghe chuyện hãy ủng hộ Bảo bằng cách là mọi người bấm vào nút like, rồi mọi người bình luận bên dưới các bạn, để giúp cho kênh lấy lại sự tương tác. Và Bảo cũng xin giới thiệu là kênh Hàng Bảo Miền Tây, Bảo mở ra để mà quay những cuộc sống dân dã thường ngày, những món ăn đồng quê. Mọi người nếu thích xem hãy qua xem và ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh để ủng hộ cho Bảo nói riêng và anh em trong nhóm nói chung. Rồi thì không làm mất thời gian của cả nhà nữa, chúng ta bắt đầu câu chuyện của tối đêm nay. Tối đêm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của chú Tư Ten, cái phần sau. Thì sau khi mà xảy ra nhiều việc của nhiều người bị nhát, thì từ cái lần đó đó, người ta mới nói là cái con đường đó là cái con đường ma, và phạm vi của nó khoảng chừng là 300 thước. Rồi ban đêm ban hôm, kể như là bà con ai có công việc gì thì họ đi thành 2-3 người, chứ ít có ai dám đi một mình. Đi ngang đó thì không phải người nào cũng thấy, nhưng mà rất là nhiều người thấy nha. Và sự tình cái dông này nó nhát giết làm như nó lộng các bạn, và nó nhát rất là nhiều người. Thì có cái bà này nè, cái bà này cũng nằm nhà, cũng nằm trong cái phạm vi mà 300 thước đó. Bà này Bảo sẽ gọi là bà Bảy đi. Bà Bảy lớn tuổi rồi cả nhà. Năm đó bà Bảy đâu cũng là 62 tuổi rồi. Thì bà có con cũng đông lắm, nhưng mà cái người ở chung với bà Bảy là chú Tư, ông Tư á. Bảo kêu chú Tư đi ha. Thì chú Tư đó đó, năm đó cũng đã là 30 mấy tuổi rồi, có 3 người con rồi. Vợ chồng chú Tư thì cũng ở chung với bà Bảy thôi, chứ không phải là đi mằng xa hay là cái gì hết. Mà cái hôm đó đó là chú Tư nè, thím Tư mới dắt là 2 đứa con đi, chỉ chừa một đứa con lớn 16 tuổi ở nhà với lại bà Bảy. Thì cái đứa con lớn này là con gái nha, Bảo sẽ gọi là chị đi. Thì tên của chị á là chị Huệ, Bảo gọi luôn chị Huệ luôn. Chị Huệ ở nhà với bà Bảy, thì kiểu như là sáng cũng nấu cơm nấu nước cho bà Bảy ăn, rồi rửa chén quét nhà phụ bà Bảy. Khuya đêm đó thì bà Bảy bà bị bệnh, bà bị bệnh cả nhà. Cái bà mới kêu, bà mới kêu là Huệ Huệ, nội bệnh rồi con ơi, thôi con đi lên sớm trên con mua thuốc giùm nội. Nhưng mà bà nói tới đây cái bà ngập ngừng, là bởi vì á, từ nhà bà đi đến cái chỗ mà bán thuốc là cách đâu 1.5 cây số. Nhà thì có chiếc xe đạp, nhưng mà bà sợ là chạy trên cái con đường đó, cháu của mình á, dẫu sao nó mới 16 tuổi à, mà nó đi ban đêm lỡ nó gặp cái gì sao. Cái bà mới nói vậy, con đi qua nhà của bác Năm. Nhà của bác Năm đó thì cách nhà của bà Bảy độ khoảng chừng 100 thước thôi. Nhưng mà trên cái đường 100 thước đó cũng có vài cái nhà, nhưng do bà Bảy thì bà thân với nhà bên đó, cho nên bà mới định là kêu chị Huệ qua bên đó nhờ. Lúc đó đâu cỡ chừng là 7 giờ tối rồi, thì bà mới kêu là Huệ ơi, con qua nhà bác Năm, con vũ chị Liên đi chung với con đi, chứ con đi một mình bà nội không có an tâm. Dạ con biết rồi nội ơi. Thấy bà nội mình bị bệnh cho nên là chị Huệ cũng rất là sốt sắng trong cái việc đi mua thuốc cho bà. Chị mới đi qua bên đó. Đi qua bên đó thì ghé vô trong nhà rồi á, cái mới nhờ chị Liên chở đi giùm. Thì cái nhà đó người ta thấy bà Bảy bị bệnh á, cũng cho con người ta đi. Chị Liên mới chở chị Huệ trở lại nhà của bà nội nghe, rồi nói với bà nội một tiếng, nói là bà nội ơi, con với chị Liên đi nghe bà nội. Hai đứa đi sớm về lẹ nghe, trên đường đi đó nhớ niệm Phật nghe con. Dạ con biết rồi bà Bảy ơi.
thì hai chị em mới đi. Nhà ở trong nhà của bà Bảy á các bạn, thì đèn dầu mở nó tươi hí hà, kiểu như hồi đó dầu nó cũng mắc rồi, người ta xài rất là tiết kiệm. Cái bà nội thì kiểu bà Bảy á, kiểu như bà sợ, bà lo, bà quan tâm, cho nên là bà cứ ngóng ra ngoài hoài, bà dòm ra ngoài hoài coi cháu mình về chưa. Thậm chí là trong đầu của bà Bảy cứ suy nghĩ như vậy: ừ, nãy giờ chắc nó chạy tới nhà của thằng Năm, rồi nó chạy tới nhà của thằng Bảy, rồi nó qua cây số rồi, rồi nó từ từ nó tới nhà này tới nhà nọ, rồi nó vô tới cái chỗ bán thuốc. Giống như bà nghiệm cái đường đi của cháu bà ở trong đầu á. Cái bà canh thì bà canh một hồi, cái bắt đầu cái tự nhiên không biết gió ở đâu nó thổi cái đèn tắt các bạn, thổi cái đèn tắt là tối thui vậy nghe. Thì bà mới lờm cờm ngồi dậy, mà do là bệnh người già nữa cho nên là cái lúc mà ngồi dậy á nó có cái phần yếu ớt và chậm chạp. Thì ngay cái lúc đó cái nó mới kêu, nó kêu các bạn, nó kêu vậy nè: bà nội ơi, con về, bà nội ơi. Đó, cái chưa kịp mở cái đèn lên, bà mới có nhóm người chưa bước xuống khỏi cái chõng vạc nữa, bà nghe kêu như vậy bà mới dòm ra ngoài. Bà dòm ra ngoài thì rõ ràng nó làm cho bà thấy nha các bạn, cái sân nhà bà thì nó hơi dài, từ cái sân nhà bà thì nhỏ thật nha, nhưng mà cái sân nó dài, từ cái sân ra tới ngoài cái mí đường á là nó 30 mấy thước lận. Cái nó làm cái kiểu giống như nó đang chạy chiếc xe đạp á, mà nó quẹo vô cái nó té. Thì bà Bảy đây thấy cháu mình té, nghe tiếng của nó, thấy hình dáng cũng giống nó. Rồi bà Bảy mới: trời ơi, chết cháu tôi rồi, có sao không con? Bà mới quên đi cái bệnh hoạn, bà quên luôn cái việc mà đốt đèn, cái bà lập sức bà chạy ra. Bà chạy ra tới ngoài thì rõ ràng bà thấy là ngã xe xuống dưới đó nha. Mà cái chỗ ngã xe đó nó gần một cái cây mít, thì sợ là xe của cháu mình nó đâm vô đó. Bà mới chạy lấp xúp ra, nhưng mà tự nhiên ra tới gần thì bà không còn thấy nữa. Và cả người bà lúc đó là nổi da gà rần lên nghe. Nhưng mà do bà quá lo cho cháu rồi bà mới kêu: Quệ ơi, Quệ ơi, con đâu rồi Quệ ơi? Trời ơi, nó không có trả lời bà, lúc đó là nó đâu còn thấy nữa đâu. Mà nó ngồi trên cây mít đó các bạn. Nó ngồi trên cây mít, nó ngồi chầm hởm nguyên một cái bóng trắng. Tao nói nó bự lắm, mà nó xõa cái tóc nó dài lằng ngoằng xuống dưới gần dưới gốc mít đó. Cái nó mới cười nó cười vậy đó. Trời đất ơi, ngay cả bà Bảy là một cái người đã từng trải qua bao nhiêu năm tháng, kể như là bản thân bà cũng đã từng gặp ma gặp quỷ rất là nhiều, mà lần này tay chân mà bủng rủng liền. Bà dòm lên bà thấy một cái là cái miệng bà bà la ma, bà chạy vô trong nhà các bạn. Bà chạy vô tới trong nhà rồi đó, bà nhảy lên trên cái giường rồi đó nghe. Thì bà cũng không có hiểu tại sao bà đủ sức để bà làm cái điều đó. Tại sức của bà Bảy thường ngày nó yếu, sức của bà đừng nói là chạy, bà đi nhanh mà đi không nổi rồi. Mà do lúc đó đôi khi gặp những cái tình huống nó quá đáng sợ các bạn, thì nó sẽ kích thích cái tiềm ẩn, cái sức mạnh của con người mình á, khiến cho bà có thể chạy vô được. Bà nhảy lên trên giường luôn, mà bà nhảy lên rồi bà còn giật mình tại sao bà nhảy được. Nhưng mà lúc đó thì cái suy nghĩ đó nó chỉ thoáng qua thôi. Cái của bà quan tâm nhất là cái nỗi sợ. Trời đất ơi, cháu, trời ơi ma gì thấy ghê trời, ma gì thấy ghê trời. Bà cứ lẩm bẩm bà niệm Phật: Nam mô a di đà Phật. Thì nó cứ ở ngoài nó cười hoài vậy đó, nó không vô nhà cửa, nó vô không được. Bà niệm Phật thì bà niệm Phật, còn ở ngoài đó thì nó cứ cười ha ha ngoài đó đó nghe. Thì bà niệm một hồi, làm như là cái đức tin của bà nó cao á, cho nên là bà niệm một hồi bà cảm giác nó dịu, cái người, cái nỗi sợ của bà từ từ nó lắng xuống. Nhưng mà khi nó lắng xuống rồi thì lúc này một cái nỗi lo lắng nó tràn ngập trong cái suy nghĩ của bà. Bà mới dòm ra bên ngoài thì bà thấy nó vẫn còn ngồi trên đó. Nó cố tình nó cho bà thấy mà. Lòng thòng tóc xuống vậy đó, nó ngồi đó đó. Rồi bà mới sợ, bà nói là: trời đất ơi, bây giờ cháu tôi lát nó về có sao không trời. Nhưng mà nói gì thì nói, lo thì lo, nhưng mà cái kiểu như nỗi sợ lúc đó nó quá bất ngờ và nó ập vào trong đầu của bà, khiến cho bà không dám suy nghĩ nhiều và không dám dòm ra ngoài lâu. Chỉ hy vọng làm sao mà cháu mình nó nghe lời mình, nó về thì nó phải niệm Phật. Thậm chí bà không nhớ đến cái việc bà phải la lớn lên để cho những cái nhà ở gần đó người ta nghe, người ta qua, người ta tiếp. Không biết là do bà bị khiến hay là do bà quá sợ mà bà không hề nhớ tới cái vấn đề đó. Được một hồi thì chị Liên chở chị Huệ chạy về, nghe cái tiếng xe đạp có két đó,
bà mới ráng mà gồng bà dòm ra. Thì rõ ràng là chị Huệ đang chở cháu của bà. Bà dòm không có rõ được nha, không có chắc chắn 100%. Nhưng lúc đó đó, trong nhà thì nó tối hù tối thui à, con mắt của bà nó quen dần với cái bóng tối rồi. Khi mà bà dòm ra vẫn dòm được cái hình dáng của chị Liên đang chở chị Huệ. Thì chạy vô nhà cũng quẹo vô, nhưng mà bà dòm ra thì bà thấy nó nhảy từ ở trên cây mít á, nó nhảy nó xà xuống, nó xà xuống ngay cái chỗ mà hai chị em đang chạy xe vô. Thì kể như ở đây bà nội bà quảng hồn rồi, bà la làng lại, bà nói chạy về lẹ vô tụi con ơi, lẹ vô, trời ơi nó bắt cháu tôi, nó bắt cháu tôi. Thì lúc đó bà mới nhớ đến cái việc bà phải la lớn lên, bà la lên như vậy. Thì chị Liên và chị Hợi thì bản thân hai chị này là không có thấy, chỉ là chạy xe thôi chứ hoàn toàn không có thấy cái vong. Mà tự nhiên trong nhà tối hù tối thui bà nội mình la lớn lên như vậy là hai chị em cũng giật mình. Không biết cái vụ gì mà bà đứng bà nhảy nghe nhảy lên mà kêu, bà ngoắt vô ngày nào bà kêu vô nhà lẹ tụi bay ơi, vô nhà lẹ. Hai chị em chỉ chạy xiết vô trong. Ủa cái gì vậy bà nội, cái gì bà nội ơi, bà nội đừng làm sợ bà nội ơi. Thì vừa vô tới trong bà bảy bà mới ôm cháu mà ghì vô trong nhà. Còn bản thân của chị Liên á thì chị cũng không biết cái gì chứ, chị ngơ ngác vậy đó. Chị dựng cái chống xe xuống rồi á thì bà mới la làng, Liên vô lẹ con ơi vô. Thì vô rồi, vô tới trong nhà rồi, cái trong nhà tối hù qua. Hai chị em thì hoảng hồn không biết sao bà bảy mới trở nên như vậy. Thì bà mới nói, trời ơi con ma nó đứng ở ngoài kìa, nó đứng ở ngoài kìa tụi bay ơi, tụi bay. Và cái giọng của một người già lớn tuổi ngay trong đêm mà trong nhà không hề có một chút ánh sáng, giọng bà mang theo một cái nỗi sợ. Thì khi bà phát ra cái âm thanh á thì các bạn có liên tưởng người ta, các bạn liên tưởng được liền. Cái âm thanh đó nó ghê lắm các bạn. Ba nó ở ngoài tụi bay ơi. Kể như hai chị em mặc dù không thấy nhưng người nào người nấy lạnh sống lưng ở trên. Đến cả cái việc mà lợi chỗ bàn thờ để đốt cái đèn lên mà tay rung đúng không được. Mà may mắn chút xíu sao cái nó bỏ nó đi hay sao các bạn. Bà bảy dòm ra không còn thấy nữa. Nhưng mà bà không dám cho chị Liên đi về nhà một mình. Thì lúc này cho là đã bình tĩnh trở lại rồi và không còn thấy cái bóng dáng của cái hồn ma đó nữa đâu. Bà bảy mới nhớ là bà bảy kêu lớn lên mấy cái nhà, mặc dù mấy cái nhà đó không thân, gần nhà nhưng mà kiểu như tính mình không hợp á, không thân, nhưng mà bà lớn lên người ta vẫn chạy qua. Thì bà mới cởi. Và trong xóm này thì đương nhiên người ta thấy là người ta nói là nó nhát dữ lắm và chắc chắn là tin tưởng vào lời của bà bảy. Vì vậy mà người ta mới đưa chị Liên về. Còn bà bảy đêm đó đóng cửa kín mít vô trong buồng ngủ với lại cháu, chứ bà cũng không có dám ngủ ngoài nữa. Cái đêm đó nói là ngủ chứ thật ra là cũng không có được. Và không biết là do dòm thấy cái hồn ma đó mà cái bệnh hoạn của bà bảy nó nặng hơn, hay là do đêm đó bà ngủ không được. Mặc dù uống thuốc nhưng mà bà ngủ không được, rồi bà thức tới sáng này nọ, sức khỏe người già nó ảnh hưởng tới bà, rồi cái bệnh của bà nó nặng. Trưa bữa sau thì vợ chồng của chú Tư về. Và về tới nhà thì bà bảy mới kể lại cho nghe những cái việc mà tối đêm qua, một cái sự việc kinh hoàng. Đến cả mà chú Tư sợ mà ra đốn cây mít luôn các bạn. Đốn cây mít luôn. Tại vì nghĩ rằng á, nó ở được trên đây nó nhát mẹ mình thì khả năng nó sẽ ở trên này hoài, nó nhát bả hoài. Mà trong nhà dòm xéo ra là cây mít rồi, cái nỗi đó nó ám ảnh dữ lắm. Chú Tư mới chặt cây mít luôn. Rồi sau đó chặt xong rồi cũng đem đồ ra cúng, mà cúng theo cái dạng cúng cô hồn, mà không cúng ngay cái vị trí nhà nữa. Cũng cách nhà một đoạn vậy đó. Giống như mày ăn uống gì đó mày ở ngoài đây, chứ mày đừng có lại vô mà nhát gia đình tao. Thì cái đó là cái sự việc của nhà bà Bảy. Bà Bảy kể cho hàng xóm nghe luôn. Mỗi khi mà người ta đang qua thăm bệnh bà đó thì bà mới nói là cái dòng này nó dữ lắm nha, tụi bay á đừng có giỡn ngư nha. Cỡ tao nè, hồi đó tao đi với ông Bảy bay á, đi chỗ này chỗ kia cũng gặp ma nhát hoài, mà chưa lần nào nó hiện hình, nó rõ ràng mà nó làm đáng sợ như vậy. Tao nghi cái dòng này nó cũng dữ dằn lắm nghe. Đó, thì nó nhát quá trời nhát vậy đi. Và thêm một cái trường hợp nữa. Một cái trường hợp nó nhát như thế này là sau cái vụ của bà Bảy đâu cỡ chừng một tuần lễ à các bạn, không lâu. Cỡ chừng một tuần lễ à. Thì có một cái gia đình của cái chú này. Chú này bảo sẽ gọi là, thôi gọi bác đi, vợ chồng của bác ba. Vợ chồng bác ba năm đó là gần 40 tuổi rồi. Có hai đứa con gái gả trơn rồi. Cho nên hai vợ chồng nhà già cứ hủ hỉ với nhau ở trong nhà vậy đó. Nói là già chứ 40 tuổi thì kiểu như là cái sức khỏe nó cũng còn tràn trề lắm.
Thì cái hôm đó đó, ông Bác Tư Trai á, ông mới đi nhậu với bạn bè. Ông nhậu về là lúc đó cũng cỡ chừng là 7 giờ mấy 8 giờ hả. Thì lúc đó cũng chưa có ai mà ngủ hết đâu. Kiểu như nhầm người ta cũng đóng cửa, nhưng mà trong nhà người ta ngồi, người ta có bàn công chuyện này nọ, nó chưa có ngủ á. Thì Bác Tư ông đi về. À, ông đi về các bạn. Ông thì khỏi nói rồi, cũng rất là gan. Và cái việc tâm linh này nọ ông cũng nghe rồi, chứ không phải không nghe. Cái ông mới đi trên đường á, ông mới suy nghĩ trong đầu nghe. Ông nói trời, bữa nay á, gần đây thôi chứ không phải bữa nay riêng nữa, mà kiểu như á, bà con mình bị cái dông nó nhát quá. Thành thử ra mới giờ này mà người ta đóng cửa, người ta ngủ hết trơn rồi. Bữa nay mình xỉn, xỉn thì cũng không xỉn mấy, nhưng mà đi về giờ này có mình ên mình ngoài đường à, không biết nó có nhát mình không. Đó, cái ông mới đi một đoạn nữa. Thì hồi đó mà các bạn, kiểu như nhà cửa đồ á, cây dâu chưa chắc là nó chỉ ở ngoài sau hè không, ở cặp mấy đường cũng có rồi, mấy đường bên mép bên sông cũng có rồi, mấy đường mép trong đờ bờ cũng có. Thì ông mới suy nghĩ vậy đi, ông mới vô ông tước cái nhánh dâu. Ông tước cái nhánh dâu ông cầm sẵn trong tay vậy đó. Cái nhánh dâu cũng nhỏ thôi, cỡ chừng là nhỏ nhỏ, không có nhiều cái chút xíu, mà nó dài cỡ chừng một thước mấy vậy nha, thước mấy hai thước vậy đó. Ông mới cầm sẵn vậy đó. Mà các bạn biết ha, mình đi ban đêm ban hôm mà nó vắng, mà chỗ đó nghe đồn có ma có cỏ này nọ, thì thường thường cái hình thức người ta chọn là cầm một cái gì đó giống như là một cái điểm tựa, để cho cái sự tự tin ở trong lòng nó lớn hơn một chút xíu, thì nó sẽ vơi đi phần nào cái sự sợ hãi. Thì đây là cái tâm lý chung thôi. Ông Bác Tư á, thì ông cũng không đến nỗi là quá sợ, nhưng mà có cái cây này. Bởi vì sao các bạn? Ông suy nghĩ trong đầu như vậy nè. Ông nói á, bà con hàng xóm mình bị nhát nhiều quá, mà mình thì cũng đi nhậu hoài. Thật sự ông đi cũng nhiều lần vậy rồi, thậm chí về khuya hơn nữa thì ông không có thấy. Thì bữa nay ông nói là mình thử mình đi vậy coi nó có nhát mình không, mà cái dông này nó nhát mình là nó xui. Ông nghĩ trong đầu vậy đó, nó nhát mình là nó xui. Nó mà nhát mình đó nghe, sẵn nhánh dâu mình cầm trên tay nè, tao dược mày tới ổ. Chứ tao không phải như mấy người kia đâu sợ mày. Có lẽ ông Bác Tư Trai mấy lần trước cũng không thấy một phần gì. Cái giống như cái mạng số ông nó cao, rồi ông nặng vía này nọ, và cộng thêm đó, cái sức khỏe ông tốt này nọ, rồi ông không có suy nghĩ cái gì bậy bạ trong đầu, cho nên á là nó nhát ông không được nha. Mà bữa nay kiểu như ông có suy nghĩ đó rồi, mà các bạn biết á, dông mà nó linh rồi á, các bạn có suy nghĩ thách thức nó là tới liền. Không phải ai thách thức cũng sẽ bị, nhưng với trường hợp của ông Bác Tư Trai này là một cái trường hợp điển hình về những cái suy nghĩ thách thức dông linh. Ông suy nghĩ xong rồi, ông cũng bẻ nhánh dâu xong rồi, thì ông đi như vậy chỉ khoảng chừng 50 thước thôi, không lâu nó khóc. Nó khóc các bạn, nó khóc ở phía trước ổng á, giống như xéo vào phía trước, xa xa phía trước nó khóc bên trước á. Nó làm vậy đó, mà nó làm 2-3 lần ổng mới nghe nha. Cái tới lần mà ổng nghe đó, ổng lắng tai ổng nghe, ông bây giờ giáo giác thì cái đoạn này cái đoạn vắng, ít có nhà lắm. Cái đoạn này là cỡ chừng 50 thước là không có nhà nè. Ông mới nghe cái tiếng nó khóc. Ông nói thầm trong bụng, rồi rồi, nó nhát mình chứ không đâu. Thì ông vừa suy nghĩ cái đó xong, nó khóc lớn hơn các bạn. Nó làm rất là ghê nha. Đối với những người bình thường nghe cái tiếng đó co giò chạy rồi, Bác Tư Trai thì không. Ông nghe là ông nổi da gà, có. Nổi da gà lạnh sống lưng là có hết. Nhưng mà để cho ông sợ ông chạy là không đâu. Và ông đã quyết tâm rồi, ông coi thử coi cái dông này nó làm sao, nó nhát ông cỡ nào. Ông mới đi từ từ tới. Không sợ mà, cứ như vậy đi từ từ tới. Nguyên con đường chăng tanh chăng què, tôi hù tôi thui, có mình ơn ổng à. Ông mới đi tới, thì nó khóc. Nó vẫn khóc, nhưng mà cũng không còn phát ra cái tiếng ở phía trước mặt ông nữa, mà nó phát ra giống như là cái mí trong đồng á các bạn. Cái mí đường mà bên trong á, thục vô đâu cả chừng là mấy chục thước á, là nguyên cái hàng dừa, nguyên hàng dừa của người ta, nó mới khóc trong đó đó. Ông mới nghe,
Ổng nghe như vậy thì ổng mới dòm vô. Cái tay ổng thì ổng cầm cái cây dâu các bạn, nhưng mà ổng dắt sau lưng vậy nè. Cái ông đi 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 lại. Nó không khóc nữa mà giờ nó rên. Mà cái tiếng rên nó ghê lắm. Ổng nghe rõ ràng, nghe tới mà da gà ổng nổi lên mà có dày á. Mà cũng ráng không sợ. Thì cái dừa các bạn biết á, nguyên hàng đã trồng nó gần gần nhau á, thì cái lá dừa các bạn, khi mà nó giống như nó già và nó sụ xuống là những cái lá dừa khô. Còn những cái lá mà những cái nhánh dừa mà nó không có già đó, thường thường mà nó gãy nó sụ xuống đó là do chuột nó cắn. Thì cái chỗ đó nó không biết làm sao hai cái nhánh dừa nó sụ xuống mà nó nằm xéo giống như cái võng vậy đó các bạn. Nó va chạm nhau vậy đó. Ông mới dòm lên. Trời bữa đó thì nó có trăng. Trời có trăng á, các bạn phải để ý nha. Thường thường trời có trăng, dù cho cái đêm đó là trăng nó không có quá sáng đâu đó. Nhưng mà trăng cái dạng trăng khuyết á, thì các bạn dòm ở trên đường nè, nó chỉ là cái ánh sáng nó không đủ. Bởi vì cây cối xung quanh nó nhiều. Nhưng mà một khi các bạn dòm thẳng lên trên á, thì cái bầu trời á, cái bầu trời nó sẽ cho các bạn thấy được những cái nhánh dừa đó. Ông mới dòm xéo lên, rõ ràng nó nằm trên đó đó các bạn. Mà ông bác tư trai này do là ông không sợ nghe, cho nên khi ông dòm lên, ông căng mắt ra ông dòm kỹ. Thì ông thấy cái dáng đó là mặc dù là tóc dài, nhưng mà cái dáng người đàn ông cũng mặc đồ trắng, nằm vắt vưởng kêu bằng chén quẩy cái giò lên đó nghe. Thì đương nhiên nó ma mà, nó đâu phải như người bình thường mình. Nhìn nó lớn hơn dữ lắm, nhưng mà ông dòm ra là người đàn ông. Dòm trên nó, nằm trên nó, đi rên. Nó làm gì đó. Ông là ông cũng hơi là dùng mình rồi đó, chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà do ông quyết tâm mà, cái ông mới dòm, ông dòm xung quanh. Ông lấy cái tay ông lọ mọ. Ông chụp cục đất các bạn. Ông chụp cục đất, ông chọi lên. Ông cầm đất, ông chọi lên. Ông đứng xa chứ. Nói chung lũng đông hơi gỡ ớm rồi. Cái nhánh dâu cầm trong tay là chỉ là cầm thủ thôi, chứ còn mà lúc đó là không có dám mà đi xâm lại ngay chỗ đó nữa. Ông mới cầm đất, ông chọi. Ông chọi sạc vô cái lá, cái tàu dừa luôn á. Dân nhà nông mà, cầm cục đất chọi thì nó cũng dễ chính xác lắm. Nó kêu một cái sạc vậy đó, nhưng nó nằm vững dưng. Cái tàu dừa là kêu bằng dung đất luôn đó, mà nó nằm vững dưng. Nó cũng dên vậy nữa. Cái ông mới cầm cục đất, ông chọi nữa. Kiếm cục đất khác, ông chọi. Ông chọi lên làm cái sao vậy, nó mất tiêu. Thì lúc này trong lòng của ông bác tư trai á, ông mới nghĩ rằng rồi kiểu này là nó phải sợ thôi. Thường thường những cái dông mà nó nhát, nó gặp mình không sợ, mình làm lợi cỡ đó là sau này không bao giờ nó dám nhát mình nữa. Ông nghĩ như vậy, cái ông đi về, ông không thấy nữa, ông đi về biến mất tiêu rồi. Cái ông mới đi về các bạn. Ông đi về như vậy, em về được tới nhà luôn, không thấy gì nữa trơn á. Và ông ninh linh rằng là nó sợ rồi. Thì sáng bữa sau, bác tư gái mới tới cái giờ màng đi. Bà nấu cơm, nấu nước xong hết trơn, bà dở ra xong hết trơn rồi. Là đó cũng 5 giờ sáng rồi. Bà mới vô, bà kêu ổng. Ông ơi ông, dậy đi ruộng ông ơi. Thì kêu ổng, cái ông mới lờm cơm ngồi dậy. Mà trong người ổng nó mệt mỏi, mà cái đầu óc ổng nó nặng trịch vậy đó các bạn. Nặng trịch vậy đó, như thể là ổng bị một cái chứng nhức đầu và đau mình ơi ẩm, không thể nào mà vậy được á. Cái em nói sao tôi mệt quá bà ơi. Thì bà Tư lúc này kiểu như đàn bà mà các bạn, thấy chồng con đi nhậu về tối rồi, rồi bây giờ mình mãi ơi ẩm bệnh hoạn, thì bà cũng hơi bức rứt. Bà mới nói đó, cho ông tôi cứ ăn nhậu hoài, sức khỏe không lo giữ, mằng ăn không lo làm, nhậu nhẹt hoài giờ bệnh hoạn nữa rồi chứ đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng mà bà vẫn đi ra, bà lấy cái bình thủy á, rồi bà chế nước nóng ra, bà vô bà lao cho ổng, lấy dầu sức cho ổng. Một hồi sau đó 10 phút vậy ông đỡ. Nhưng mà bà Tư cũng nói nha, thôi bữa nay ông vậy rồi thôi đi. Bà bác Tư gái á, bà cũng nói là thôi bữa nay ông vậy rồi thôi đi, đi mằng mụn gì nữa. Thôi để tôi nấu cho ông nồi cháo ông ăn. Thì bữa đó không có đi mằng, cái mới nấu cho ông nồi cháo tới trưa. Tới trưa cái ông đỡ lại nha. Nhưng mà ông không có đi màng, tại chưa nắng mà. Ông mới nằm ông nghỉ. Ông nằm ông nghỉ thì các bạn biết rồi,
răng miền quê mà ngủ trưa ít có ai ngủ trong nhà lắm, kiểu như là trong nhà là chỉ để cho mấy đứa nhỏ nó ngủ thôi, chứ còn người lớn á thường người ta sẽ dăng dỏng ra sau hè, dăng dỏng ra ngoài trước ngủ. Thì ông bác Tư trai này ông dăng dỏng ra phía sau hè nhà ông á, từ cái nhà ông mới đi sâu vô cỡ chừng 70-80 thước 100 thước á, thì chỗ đó cây có nhiều mắt cái võng ngủ mát lắm. Thì ông mới dăng dỏng ra mà đó ông ngủ, lúc mà ông đi bác Tư gái cũng thấy mà thấy ông khỏe rồi ông ra ông ngủ cởi ông. Ông mới ra mà đó ông nằm ngủ đi, làm như đứng bóng 12 giờ trưa các bạn. Cây nó mới theo ổng đi, nó theo ổng. Mà ổng đâu có biết đâu, ổng mới nằm xuống, ổng nói trời nắng vậy ra mà đây mát đã gì đâu. Thì ban đầu nó mát nó đã thật, nhưng mà sau đó đó, cái bắt đầu nó ớn lạnh. Ổng nói kỳ trời, giờ này mà ớn lạnh trong người không lẽ mình bệnh nữa rồi. Nhưng mà nằm một hồi á, cái tự nhiên cái ổng muốn đi vô, tại vì bây giờ nó lạnh nó ớn người vậy lắm rồi. Cái lúc đó cái xây sẩm mặt mày, trong mặt không đi vô được, ông mới nằm xuống giỏng lại. Ông nằm xuống giỏng lại á, thì lúc đó là cái đầu óc ông quay cuồng rồi, nó la như nè. Cái đó đi lại các bạn, thì nó không phải là bóng trắng nha, nó đi lại với cái hình dáng của một cái người đàn ông lớn con. Thì cái ông này á, tuy là đàn ông lớn con nhưng mà nhìn cái chạc là trong lúc đó là cái cảm ứng nha, cái cảm ứng của bác Tư trai á. Ông cảm ứng như là cái người này là phải là năm mươi mấy tuổi, nhưng mà chẳng ra là ông là cái người mà cường tráng khỏe mạnh thôi, cho nên là cứ như nhìn ông vạm vỡ rồi nói ông đi lại hình dáng thấy nha, nhưng mà cái mặt thì không có thấy, nhưng mà biết là đàn ông mặc cái bộ đồ đen đàng hoàng đi lại chống nạnh mà hậm hừ làm gì đó. Thì lúc đó các bạn đầu óc nó quay cuồng rồi, và các bạn biết cái cảm giác mà không biết mọi người có trải qua chưa nha. Cảm giác này Bảo đã từng trải qua rồi. Thì có lần Bảo đi làm ở trên Sài Gòn đó các bạn. Thì Bảo bữa đó Bảo mệt, cái Bảo lên Bảo nằm Bảo ngủ. Bảo lên Bảo nằm Bảo ngủ thì trong cái nhà hàng đó đó, là cái lầu 2, nhân viên ở lại ngủ trên đó mà lấy ghế sắp lại với nhau ngủ. Thì Bảo mới nằm ở đó Bảo ngủ đi. Rồi đang nằm một đất người mệt lắm nha, nó ơi ẩm mệt lắm, chứ không đến đổi nhưng bác Tư trai đâu, bữa đó chỉ yếu trong người thôi, và do mình làm mệt á, giờ thêm cái sức khỏe bữa đó như nó muốn bệnh vậy đó. Cái cũng uống viên thuốc vô cái Bảo mới nằm. Bảo nằm vậy tự nhiên cái đầu óc của Bảo nó quay chút xíu, nó quay giống như chóng mặt vậy đó. Thì Bảo mới nghe cái tiếng mà giống như nó kề sát bên cái lỗ tai của Bảo á, mà cái giọng nam giọng nữ có hết nha, kêu đè nó xuống, kêu rất là nhanh. Và ngay khi những cái lời đó kêu xong rồi, cái tự nhiên cái Bảo cảm giác trong người nó lạnh lên nghe, nó lạnh chính bản thân Bảo trải nghiệm nghe, lạnh từ trên đây nè, lạnh dài xuống cái ót một cái, ót một cái là cả người Bảo cứng ngắc, giống như là nó xúm nhau lại, nó đè nó hô hoáng với nhau là đè nó xuống vậy đó. Thì lúc đó Bảo sợ lắm chứ, nhưng mà nó lạ một điều là như vậy nè các bạn, chính Bảo trải qua mà. Bảo dán, Bảo nhướng con mắt lên, tay chân thì Bảo gồng không có nổi, nhưng mà Bảo dán, Bảo nhướng con mắt lên vậy nè, thì con mắt của Bảo làm như nó hí được chút nha. Thì Bảo mới thấy là do cái vị trí của Bảo ngủ nó xéo vô là cái nhà vệ sinh nam, mà anh em đi làm chung với nhau á, khi mà làm xong ban đêm ca đêm á là 2 giờ mấy 3 giờ sáng, thì sẽ đi vào trong cái nhà đó, cái nhà vệ sinh đó đó, để mà tắm rửa cũng như là giặt đồ, sau đó đem lên sân thượng phơi. Thì rõ ràng Bảo thấy một cái bạn đó tên là Phong, cái bạn đó cái tướng lùng lùng hơi đô đô à. Thì cái bạn đó thường thường ngủ là cũng hay ngủ chung với Bảo lắm, mà đứa đó là xuống ca trễ, cho nên là đi vô Bảo thấy rõ ràng cầm cái thau màu đỏ, do là cái ánh sáng đèn á, cái ánh sáng đèn của nhà vệ sinh lúc đó mở đâu còn sáng lắm, còn thấy lắm. Bảo mới thấy là mặc cái rõ ràng là cái bạn Phong đó cầm một cái thau đỏ là đi vô cái nhà vệ sinh nha. Rồi cái bạn đó còn nhìn lại nó, bạn đó còn nói một câu như vậy nè: ủa ý thằng Bảo nó ngủ rồi, hôm nay nó ngủ sớm rồi, biết cái tắm chưa. Thì giống như là bạn nói vậy, nhưng mà bạn thấy là Bảo ngủ rồi, bạn vẫn đi vô trong nhà vệ sinh, rõ ràng là Bảo thấy. Thì lúc đó Bảo mới muốn kêu, các bạn biết cái cảm giác lúc đó là rất là sợ, mà mới muốn kêu là giống như là Phong ơi tiếp tao nọ. Mặc dù Bảo la chắc là lớn, mà con mắt của Bảo hí như vậy, Bảo thấy rõ ràng mà. Còn cầm cái thau đỏ và cái bịch xà bông nữa, là đồ để trong cái thau á.
Bảo nhớ là Bảo kêu rất là lớn nha, mà không hiểu sao các bạn đó không nghe. Thì chắc là do là lúc đó Bảo gồng lên, chứ thật ra cái tiếng của Bảo không có phát ra. Thì cái bạn đó mới đi vô trong. Bạn đó đi vô trong thì lúc này Bảo sợ quýnh hết trơn. Bởi vì cái người để mình có thể kêu, để kêu mình thức dậy này nọ, mà cái người đó đi vô không hay rồi. Thì lúc đó Bảo sợ quá đi, Bảo chỉ biết là gồng, mà Bảo gồng nổi. Thì Bảo mới niệm Phật. Bảo niệm Phật như vậy là đâu khoảng 5 phút lận các bạn, chứ không phải màu nha. Thì sau 5 phút đó cái người của Bảo nó dịu lại, nó không còn nặng nề nữa, nó dịu lại. Và trong cái giai đoạn 5 phút đó, khi mà Bảo niệm Phật á, thì có một cái gì đó, một cái gì đó nó sát bên cái lỗ tai theo kiểu là nó kêu mày đừng niệm nữa. Nó không có nói rõ như hồi nãy là đè nó xuống, đè nó xuống, thì không phải rõ nha, nhưng mà một cảm giác giống như nó khiến cho mình là đừng có niệm nữa vậy đó. Nhưng mà lúc Bảo ráng Bảo niệm, giống như là dán mà xua đuổi cái nỗi sợ để mà niệm. Và khi Bảo niệm xong rồi, cái người đó nó dịu xuống, nó dịu dọa. Và khi Bảo mà giật mình rồi đó, Bảo mở mắt ra được rồi đó, Bảo có thể là quơ tay quơ chân để ngồi dậy được. Thì cả người của Bảo các bạn, cái cảm giác nó vậy nè, nó vừa mà mất sức, giống như một người mà không còn chút sức lực nào, và nó vừa lạnh trong người. Mà cái lạnh này không phải cái lạnh như các bạn cảm nhận thường ngày đâu. Cái lạnh thường ngày của các bạn là cái lạnh, nhiều khi lạnh quá rung rồi, nhưng mà vẫn cảm giác nó đơn thuần là một cái lạnh. Còn cái này á, cái lạnh của nó mang cái hơi hướng sợ, nó rùng mình ớn người, một cái sự giống như là các bạn đang ở một cái nhiệt độ nóng, rất là nóng, mà các bạn phải đột ngột chuyển qua một cái giai đoạn là các bạn ở trong cái hầm băng vậy. Một cái cảm giác mà nó lạnh, mà nó vũ rượi cái người luôn, không còn một chút sức. Và trong đầu nó trống rỗng, mà nó chỉ dâng lên cái hình ảnh cái nỗi sợ thôi. Thì đó, bác Tư Trai cũng có cái cảm giác đó. Bởi vậy Bảo nói là khi Bảo nghe cái câu chuyện này, Bảo thấy cái trường hợp của bác Tư Trai á, Bảo cảm nhận được lúc đó ông sao. Thật sự y chang. Bác Tư Trai lúc đó, ông thấy cái người đã đứng hầm hự với ông đó, thì cả người ông rụng rời trời. Nó lạnh lắm, nó không còn chút sức nào hết trơn á. Và cái nỗi sợ nó ập vô trong người liền, giống như thể là mình sắp chết vậy đó các bạn. Chắc là ghê. Thì ông mới ông nói ông là ai mà sao ông đứng đây. Thì không thấy người đó mở miệng nha, nhưng mà cái cảm giác đối diện với người đó là một cảm giác rất là đáng sợ. Thì cái bóng hình của cái ông đó, ông mới nói là mày lấy đất mày chọi tao hả? Mày chọi tao vậy là mày chết rồi, tao bóp cổ mày chết luôn. Ông nói như vậy đó. Và đồng thời nguyên cái bóng đen của ông mới nhào lên trên cái người, nhào thẳng lên trên võng luôn nha, nhào lên trên người và đưa hai cái tay bóp cổ của ông Bác Tư Trai. Ông ông dậy như này các bạn. Bảo cởi mà thiệt, Bảo nổi da gà dần nãy giờ các bạn. Tại Bảo cảm nhận được cái cảm xúc, cái cảm giác lúc đó. Ông nằm ông dậy cái người ông như nè. Mai phước làm sao. Cái ông đó ông ở hàng xóm á, mà ông ở cũng không có gần nha, ông ở cách đâu cũng 200-300 thước á. Mà bữa trưa đó ông đi ông kiếm ong bắt. Ông đi ông dợm cây, ông kiếm ổ ong nó đóng đó các bạn, rồi bắt. Thì ông mới nghe đi. Vậy nè, ông mới quay lại ông dòm. Thì Mai Phước ông dòm thấy ông Bác Tư Trai. Ông biết Bác Tư Trai. Ủa anh Tư làm gì mà mày dùng vậy, giống như ma nhập đó trời. Ông mới chạy lại. Thì khi ông chạy lại, nghe tiếng rõ ràng Bác Tư Trai vẫn nghe tiếng bịch chạy lại mình nha. Ông mừng lắm. Lúc đó là ông còn không còn thấy gì nữa trơn rồi, mà ông mừng lắm. Ông chỉ cảm nhận là ông đó đang nhào lên trên người ông, và ông nghe được cái tiếng có người chạy lại. Ông mừng lắm, định ráng ông kêu cứu kìa đó, mà cái miệng ông ớ thành ra không có nghe cái từ cứu, mà là ớ gì đó các bạn. Thì ông đó ông mới lúp xúp, ông chạy lại đi, trời bịch lại, ông kêu rõ ràng, ông kêu là Bác Tư Trai nghe luôn. Anh Tư, ông rất là gấp và ông kêu liên tục như vậy. Thì ông Bác Tư Trai này nè, ông mới nghe, ngoài cái tiếng bịch ra, ông nghe cái tiếng ông này nói: mày hên nè, mày cũng chết à. Mày hên nghe, mai mốt mày cũng chết. Thì cái dông á các bạn, cái dông này nó làm dữ dằn vậy đó, nó mới nhào ra. Thì khi nó nhào ra là Bác Tư Trai bất ngờ vậy nè, cả người rũ rượi không còn chút sức. Thấy được cái ông kia mừng quá, ông chạy lỡ, ông nói: anh Tư, sao vậy anh Tư? Mà ông cứ dán, ông gồng lên, ông nói chuyện mà ông nói không có nổi.
Ông Tư Trai á, ông muốn nói cho ông kia nghe là tôi bị con ma nó bóp cổ, nhưng mà ông nói không được các bạn, không nói được. Đưa về cho tôi. Thôi thôi thôi, Tư bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi cổng anh vô, anh Tư ơi. Giác ông lên, cổng vô. Cổng ông vô nhà, bà Tư lúc xích không, bà Tư gái á, lúc xích không biết sao chân. Trời ơi trời, cái gì vậy, cái gì, ông bị sao vậy? Mặt mày ông xanh lè chân các bạn. Mới đưa ông vô nhà, đưa ông vô nhà, ông thở hì 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 nghe. Ông mới làm nè mà. Mà ông làm vậy đó. Thì hàng xóm kêu qua, hàng xóm nó chạy qua, nó sức dầu này nọ, đục dữ dằn lắm nghe. Thì đâu có chừng 15 phút sau á, thì mọi người mới hỏi ông sao vậy anh Tư, sao vậy anh Tư. Bác Tư Trai á, lúc đó ông sợ lắm các bạn, gan cỡ ổng mà không dám kể đó. Ông không dám kể, ông nói không có, không có chú này cho tôi chết. Ông nói vậy đó. Mà hỏi lần sau mà không có chú này ông chết. Ông quay sang hỏi ông này, hỏi Bác Tư Trai, ông không có trả lời. Ông chỉ nói vậy thôi, cảm ơn ông này, là giống như không có ông là ông chết. Nhưng mà kêu ông kể, ông không có dám kể. Thì mới hỏi ông này thấy sao. Ông này mới nói là thấy anh đang nằm trên võng á, mà anh nuôi ào ớ, giống như ai bóp cổ anh vậy, mà anh gồng gồng, gồng anh ớ ớ không à. Bà con lúc đó mới là đoán lằn đoán mò, đoán lung tung ở trơn á. Nhưng mà cũng có người, người ta nghi rồi. Thì cái sự việc mà tối đêm hôm á các bạn, ông đi ông làm cái này cái kia, ông cầm đắt ông chọi nó này nọ ha, thì ông cũng đâu có kể cho bác Tư gái nghe đâu. Cái lúc mà ông về rồi, ông thấy bác Tư gái này nọ rồi cũng buồn ngủ, rồi ông vô ông ngủ luôn chứ ông cũng không có kể. Rồi sáng ra ông bệnh rồi ông cũng không muốn kể nữa. Cho nên là cũng không ai biết cái gì nha. Cái vô trong nhà rồi săn sóc cho ông chút xíu, rồi cái ông mới tỉnh tuồn lợi này nọ, cái ông mới kể. Ông nói là tôi thấy vậy vậy đó. Cái ông mới kể lường cái chuyện hồi tối. Ông nói không biết là hồi tối tôi làm vậy giờ nó có theo tôi, nó hại tôi không. Bác Tư gái mới nói trời đất ơi, hết chuyện ông làm hay sao mà ông đi làm mấy cái chuyện vậy chi, để bây giờ nó đeo bám khổ ơi là khổ. Cái bác Tư gái á mới là kêu người nhờ người đi lên chợ, đi lên nhà của chị hai chị ba để mà cho hay, để chị hai chị ba về. Chị hai chị ba nghe nói là cha mình xém chết đó, cho nên là cũng lật đật chạy về. Thì về tới nhà nó cũng gần, không có xa. Về tới nhà là khoảng giờ chiều, là cỡ chừng 4 giờ mấy 5 giờ á. Thì lúc đó bác Tư Trai cũng đỡ đỡ lại rồi. Thì bây giờ làm sao? Cái bác Tư gái nó không được rồi. Cái tình trạng hồi trước tới bây giờ á, cái dông đó nó nhát người này, nó nhát người kia, nhưng mà cũng chưa đến đổi là nó theo ai, nó nhập vô ai, hay là cái việc mà nó muốn bắt mạng này đó. Thì hồi trưa đó má cũng đem đồ ra má cúng rồi, nhưng mà hỏi ổng thì ổng nói là cái người ổng cũng vậy đó chứ không có hết. Thì má sợ rằng á là cái dông này nó theo, nó muốn bắt mạng tía bay. Thì bây giờ phải tính sao bay ơi, phải có thầy bà đồ chứ mình sao mà mình làm được. Cái chị hai á là bên chồng của chị á, có cái người bà con cũng làm thầy. Thì chị hai mới lật đật á kêu chồng chở ra bên đó, mới nói với ông thầy tình trạng vậy 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 đó. Thì ông thầy này ông nói được rồi, để ông về theo liền đó. Thì trên cái quá trình đi lúc đó là 5 giờ đi xong về luôn, về tới nhà là khoảng 8 giờ mấy gần 9 giờ. Cái ông thầy đó mới vô, ông mới hỏi tường tặng chỗ nào sao. Thì bác Tư Trai mới chỉ cho ông. Thì trong đêm á nghe, ông mới nhờ một cái người ở trong xóm á, là bác Tư Trai diễn tả chỗ đó vậy đó. Thì trong xóm chợm nhau mà người ta biết, ta mới dắt ông già chỗ hai cây dừa, mấy cây dừa, mấy cái hàng dừa đó. Cái ông mới dòm, ông dòm lên trên đó thì giống như ông cũng biết nha. Ông nói là hồi tối hôm hôm là nó có ngồi trên đó, nhưng mà bây giờ thì không có thấy. Rồi ông mới đi vòng vòng ở cái đoạn cỡ 300 thước đó. Cái ông mới đi về, thì sự tình bà con mới kể cho ông nghe là hồi trước tới bây giờ nhát sao, khi nhát chỗ này, nhát chỗ kia, thậm chí là nhát ngoài cái khu vực 300 thước đó luôn. Ông thầy này mới nói vậy mới khó nè, nhưng mà thôi để từ từ. Cái ông mới về. Thì ông ở đó suốt 2 ngày không có hiện tượng gì xảy ra. Bác Tư Trai thì từ từ khỏe lại. Thì ông mới để cho bác Tư Trai bùa, để cho bác Tư Trai đeo, và ông để bùa ông dán trong nhà. Ông nói là nó theo vậy đó, thì phải giữ ông cho kỹ nha. Chứ thường thường mà cái dông mà nó nhát, mà nó giữ, nó lộng hành đó, mà nó đã xác định nó theo ai rồi thì nó làm dữ lắm. À, thì ông thầy ông mới để cái bùa lại các bạn, để cái bùa lại. Rồi sau đó ông cũng về. Thầy ở mấy ngày rồi mà, ông về cái mọi sự nó cũng yên. Nó yên đâu được cỡ chừng 3 tháng các bạn, nó phải ít đâu. Mà các bạn biết ha, là hồi trước á, nó nhát người ta là cái bằng liên tục.
cái nào mà mau nhất á, là cũng phải là 5-6 ngày là nó đã nhát rồi. Nhưng mà trong suốt 3 tháng nay nó không nhát một ai hết trơn á. Khiến cho bà con người ta cũng có cái lối suy nghĩ là mừng mừng. Cũng nhờ cái vụ của ông bác Tư Trai mà ông thầy này ông về ông làm bùa, nói chung cũng đi ra ngoài mấy cái chỗ mà hay mấy cái hàng dừa đó, rồi ông làm bùa làm bổng dễ ngoái á. Người ta mới nghĩ là do nhờ có ông thầy ông về ông làm mấy cái bùa đó mà cái vong này nó sợ nó bỏ nó đi, chứ đâu phải là cái vong ở trong xóm chợ mình đâu. Và nó đã sợ nó bỏ đi rồi thì cũng là một cái phước cho bà con đó. Thì ngay cả gia đình của ông bác Tư Trai bác Tư Gái cũng trở lại công việc thường ngày, cũng mằn mụn này nọ, thì sức khỏe nó cũng tốt, nó không còn cái vấn đề gì cả, ông cũng mừng đi. Thì sau 3 tháng cũng như là cũng ông cũng quên dần rồi, ông nghĩ là có bùa trong người là cái vong nó không có theo tiếp cận ông này nữa được hết trơn á, cái không có quan tâm tới các bạn. Thì một cái bữa đó ban ngày nha, chứ không phải là ban đêm ban hôm gì đâu, mà kiểu như ông yếu trong người hay sao đó là bắt đầu nó giật ông. Nó giật ổng mà nó làm vậy nè các bạn. Ổng đang ngồi á. Ổng ngồi mà ổng uống cái đòn giống á các bạn. Cái đòn gánh á, để mà gánh trước sau vậy nè, thì thường thường lấy về đẻo xong là ngồi uống, đốt lửa lên uống cho nó cong cong hơi cho nó đỡ đau. Ổng mới ngồi ổng uống đi. Ổng đang uống như vậy là lúc đó là 2 giờ mấy trưa nha, chứ đâu phải là 12 giờ linh gì đâu. Thì ổng ngồi ổng uống vậy. Cái nó mới nhào tới, không biết nó làm sao cho ông thấy đó, là nó nhào tới nó bóp cổ ông, nó bóp cổ ông nữa, mới từ đâu nó nhào ra đau còn mà chết. Thì ông mới do là ban ngày đó, rồi ông hắt cái tay ra kiểu phản xạ, ông hắt ra vậy nè. Cái ông mới sẵn cái đòn gánh đó, ông mới cầm ông quơ mà tôi nói gãy cái đòn gánh luôn các bạn. Cái đòn gánh đó các bạn biết là nó cái tre mà thuộc là tre già mà người ta đốt nó dày lắm, người ta đẽo nó dày lắm chứ đâu phải là mỏng đâu. Vậy mà ông quơ quá trời quơ luôn. Thì lúc đó bác Tư Gái mới dòm ra thấy, đâu chú ông ơi cái gì vậy ông ơi. Ông thì lúc này ông bị quản rồi. Ông bị quản rồi các bạn. Ông đâu có còn mà mình nhận ra là mình đang làm cái gì đâu. Là lúc đó hình như là nó khiến ông là phải thấy nó liên tục hay sao á. Ông cầm ông quơ. Thì trong mắt của bác Tư Gái chỉ thấy bác Tư Trai là cầm mấy cái đòn gánh là quơ. Quơ dính một cây rỗng vậy đó. Mà nó gãy cái đòn gánh luôn mà ông vẫn còn quơ. Thì bác Tư Gái la làng la sớm lên, đâu có dám chạy lại gần đâu. Tại u cái đòn gánh đó mà lại gần ông quơ cái của nước mà chết. Trời ơi ông ơi ông sao vậy ông ơi bà con của lối xóm mà. La lên quá trời luôn, hàng xóm người ta mới nghe, mà ngay cả hàng xóm người ta chỉ đứng dây bên ngoài thôi chứ người ta cũng không có dám vô. Người ta kêu ông hoài, anh Tư bình tĩnh, anh Tư. Tránh ra mày, tránh ra mày, tránh ra. Ông quơ vậy các bạn, cầm ông quơ. Quơ túa bụi chứ, mà cái đòn gánh nó gãy rồi. Ông quơ như vậy mà ông nói là mày tránh ra mày, sao mày làm mày bơm cổ tao. Ông la vậy quá trời một hồi, làm như cái sức lực của con người nó các bạn, nó không có đủ. Và ông như ông làm quá sức á. Cái ông quơ ngồi ông mệt, ông té ra như vậy, ông thở, tao nói mà xui bụng mép luôn. Xui bụng mép trắng rõ ràng luôn. Thì lúc này bà con người ta mới dám nhào vô là kìm ông lại nè. Hồi nãy giờ nhấp nhá nhữ mà không có vô cũng được. Vô rồi mà cái tay ông vẫn cầm quơ như này các bạn. Cầm ông xôi mép lên hết sức hết lực rồi mà cần cầm quơ vậy nè, thì người ta mới đè cái tay ông xuống, gỡ cái cây đó ra. Mà tao nói cái tay của ổng, các bạn biết mà, cái cây nó bự thì nó vừa cái tay mình vậy nè, mà các bạn cầm các bạn quánh vô trong cây á là nó sẽ bị theo kiểu là phản lực á, dầu lại đây là cái tay các bạn đau lắm. Cái này thì chắc là mọi người biết hết rồi, khi mình cầm cái cây vậy đó, mình quánh vào một cái cây bự á, thì chắc chắn rằng cái tay của mình nó cũng sẽ đau. Mà ông cầm mà ông đánh tới mà gãy cái đòn gánh thì các bạn biết rồi, cái tay của ông ở chỗ này nó sưng phìu lên hết trơn, nó đỏ về chỗ này hết trơn các bạn, nguyên một lần vậy luôn, mà lắm như ông không biết đau nữa rồi. Cái miệng ông á, thì lúc đó con mắt của ông cà hiếp rồi, nhưng mà cái miệng của ông thì cứ liên tục nó bao cổ tôi bà con ơi, vợ ơi, em ơi, ông nói gì tôi nó tá lả lùm tùm hết trơn á. Thì lúc đó người ta cũng không biết là có phải là mặc dù nhắm mắt nhưng mà ông vẫn còn thấy cái vong linh nó lởn quẩn xung quanh đó hay không, thì người ta không có chắc chắn cái điều đó. Nhưng một điều mà người ta chắc chắn rằng là ông bác Tư Trai này ông bị ám, là đưa ông vô trong nhà nha, đưa ông vô trong nhà là ngồi nghỉ mà cái tay ông vẫn còn quơ á. Ta nói bác Tư Gái phải đi ra làm sao lấy muối này nọ là đắp lên cho ông, mà đắp khó khăn cực kỳ luôn. Ông mới cầm ông quơ hoài, hỏi nhận ra người này người kia không, có người tôi nói từ biết tôi không anh Tư, rồi cũng có người nói là từ từ mày nhớ tao không Tư,
đó. Rồi ngay cả vợ ông luôn, ông ơi ông, thì ông nghe hết và ông nhận ra những người đó hết. Thậm chí có những người kêu là mày kêu tên kêu họ chồng mày dời. Thì giống như là ông bác tư trai ông tên Nam gì đi, thì gọi là Nguyễn Nhân Nam về trở về, Nguyễn Nhân Nam 54 tuổi trở về, theo kiểu vậy đó. Nó liên tục như vậy đó. Còn ổng thì ổng nói làm gì mà kêu hoài vậy, rồi nó còn ở đây không, nó còn ở đây không, ông làm dữ dằn lắm các bạn. Đó thì bà con trong xóm người ta nói không được rồi, cái này là ông bị ám căn dữ lắm rồi. Lật đật có người chạy lên dưới ông thầy liền, rồi sẵn chạy ngang nhà kêu vợ chồng của chị hai, vợ chồng chị ba về. Con cái nó về đủ rồi thì lúc đó ông cũng tạm ổn rồi. Mà đến khi ông thầy ông vô tới rồi, ông vô tới trong nhà rồi đó nghe, ông mới hỏi thì ông đang trả lời, bác tư trai đang trả lời, cũng lúc đó là cũng nói được rồi, có ông thầy là cũng đỡ rồi, mà trong người cũng vẫn còn bùa đó nghe. Ông nói ủa có lá bùa này mà nó giặt mày dữ vậy. Giờ ông mới hỏi là ủa rồi hồi trưa mày thấy làm sao. Thầy tôi thấy nó nhào tới nó bóp cổ tôi mới quơ nó ra, rồi tôi thấy nó trước mặt tôi hoài, chứ tôi mới cầm cái đòn gánh tôi quơ hoài vậy đó. Cái gì mà căng vậy, sao mà nó làm mày dữ vậy. Ta nói lúc đó đó nghe các bạn, ông thầy ông đang hỏi vậy đó, bác tư trai đang trả lời vậy đó, thì không biết làm sao ông dòm ra ngoài, ông thấy ông đang ngồi ông trả lời mà ông bật lên, nhóm người lên đó các bạn, hai ba người lọt đè ta chụp ông, mà ông thầy thì ông đang ngồi ông dòm lâm vậy đó nghe. Thì ông bác tư trai ông chỉ ra ngoài, kìa nó kìa, ông chỉ ra ngoài, ông thầy dòm ra thấy liền, thấy đứng ngoài mà nó giơ hai cái tay nó như vậy nè, nó làm giống như là muốn nhào vô bóp cổ ông vậy. Ông thầy ông thấy ông chạy ra ông bắt ăn và ông vừa cũng đánh. Ông già ông vừa cũng đánh các bạn. Xin lỗi là ông vừa cũng đánh cái dâm chứ không phải đánh các bạn. Rồi, ông già ông vừa ông bắt ăn ông vừa cũng đánh. Là lúc đó tối rồi nghe, tại vì dưới ông thầy về lúc đó trời tối rồi. Ông già ông vừa cũng đánh một hồi sao ông đi về mà mặt mày ông nghiêm trọng lắm, ông nói cái dâm này thứ dữ rồi. Cỡ này là khó làm nó lắm nè. Vậy là nó quyết tâm nó theo nó bắt mày rồi. Các em nói nhưng mà yên tâm đi không sao đâu. Thì lúc đó là ông nói cho ông bác tư trai yên tâm vững già là cho đỡ thấy nó đó. Ông mới làm bùa ông che giống như là ông che mắt bác tư tay trai lại không cho thấy nữa. Rồi kêu đưa trong buồng nằm ngủ. Ở ngoài đây ông mới làm bùa không cho thấy mà. Thì ông mới nói gia đình đó, ông nói cái tao nói cho nó yên tâm thôi nghe. Còn cái dâm này nó dữ dằn lắm nghe. Khả năng là nó phải đeo theo nó làm dữ lắm. Từ từ tao hiện tại tao cũng chưa biết cách nào mà làm lợi nó hay không. Bây giờ phải từ từ. Đó, thì không biết là mọi chuyện sẽ ra làm sao. Bác tư trai có thoát khỏi cái chuyện này không, mà kể như là từ cái lúc mình đã đầu bỏ cái chuyện tới bây giờ, thì cái vụ của ông bác tư trai này là cái vụ nghiêm trọng nhất nè. Cái dòng nó theo nó ám đến mức độ như vậy. Rồi thì Bảo xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào tập sau, cũng là tập cuối. Còn bây giờ thì Bảo xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.